Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình có nhận được một câu hỏi, mình nghĩ mình sẽ cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Câu hỏi này có nội dung như sau: anh Dương ơi, Realme 11 5G em thấy ngon trong tầm giá 3 triệu quá, nhưng em vẫn đang phân vân với Redmi Note 11 5G. Tài chính của em tối đa cũng chỉ là khoảng 3 triệu rưỡi, không cố hơn được. Anh so sánh chi tiết hai máy này giúp em nhé, em cảm ơn nhiều. Rồi, thế thì giữa hai cái chiếc máy này thì đầu tiên chúng ta sẽ check về giá cái đã nhé. Mình có tham khảo tại Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ, thì Realme 11 đang được bán với mức giá là 3.450.000. Tất nhiên nó sẽ có những phiên bản RAM ROM cao hơn. Đấy, nhưng mà với cái mức giá dưới 3 triệu rưỡi mà bạn không thể cố lên được thì bạn sẽ mua được phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128. Như vậy nếu mà xét cùng một phiên bản RAM ROM đi thì Redmi Note 11 5G sẽ có mức giá là 3.250.000 đồng. Đấy, là cho phiên bản RAM 8 bộ trong 128. Thế tuy nhiên là với mình thì chắc là mình sẽ lựa chọn Redmi Note 11 phiên bản RAM 8 bộ trong 256 luôn, bởi vì nó có mức giá có 3.350.000 thôi mà. Đấy, thì mình sẽ nghiêng hẳn về đấy luôn. Rồi, thế thì so sánh hai sản này với nhau, chúng ta sẽ có những điều gì đây? Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đầu tiên là về hộp phụ kiện, hai sản này rất đầy đủ luôn, đều có sạc 33W, đều có ốp lưng và có thể coi như là bằng hòa. Về phần thiết kế thì thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Thế tuy nhiên là với mắt của mình ý, thì mình sẽ lựa chọn thiết kế của Realme 11 bởi vì những điểm như sau. Thứ nhất, đấy là cảm giác cầm nắm của nó mỏng nhẹ hơn so với cả Redmi Note 11. Đấy, nó mỏng có 7,9mm thay vì 8,8mm và nó nặng 182g thay vì 195g như là Redmi Note 11 5G. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái thiết kế mặt lưng của nó trông nó đẹp mắt hơn, cân đối hơn bởi vì cụm camera đặt ở chính giữa và trông nó giống kiểu flagship hơn. Và cái mặt lưng của nó là mặt lưng giả da. Đấy, mình nhìn trông nó cũng kiểu như là sang hơn so với Redmi Note 11. Và mặc dù viền màn hình của Realme 11 nó cũng khá là dày, tuy nhiên là về tỷ lệ hiển thị mặt trước nó cũng vẫn tốt hơn so với cả Redmi Note 11, nó là 85,7% thay vì 84,8%. Đấy là những cái điểm mà mình cảm thấy cái sự khác biệt. Và thêm nữa đấy là cái phần khung viền, mặc dù hai sản này đều khung viền bằng nhựa, nhưng cái cách làm của Realme 11 nó sẽ khiến chúng ta khi mà nhìn vào khung viền nó sáng bóng lên, trông nhiều là kim loại hay là thép ấy, kiểu như thế. Thì chúng ta nhìn đại loại là tổng quan về thiết kế và cảm giác cầm nắm, mình sẽ lựa chọn Realme 11 trông nó sẽ đẹp hơn. Còn về mức độ hoàn thiện thì Redmi Note 11 sẽ được hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP53, cái điều mà Realme 11 không có. Về phần màn hình thì mình sẽ lựa chọn Realme 11 bởi vì tấm nền của nó là Super AMOLED. Còn Redmi Note 11 ở đây bạn lựa chọn phiên bản 5G là phiên bản nội địa chung ấy, thì nó chỉ có màn hình IPS LCD thôi nhé các bạn nhé. Cả hai thì đều là Full HD cộng cả, đều có tần số quét là 90Hz, nhưng mà tấm nền xịn sò hơn sẽ là của Realme 11. Và tất nhiên với cái tấm nền này thì nó cũng sẽ có vân tay bên trong màn hình, cái điều mà Redmi Note 11 không có. Về phần hiệu năng, mình đánh giá là con chip Dimensity 6020 nó sẽ có phần nhỉnh hơn một chút so với cả Dimensity 810. Đấy, như vậy là về hiệu năng thì về con chip Realme 11 sẽ có phần tốt hơn so với Redmi Note 11. Tuy nhiên là Redmi Note 11 ấy, thì cái được của nó ở đây là gì? Đấy là cái phần bộ nhớ trong của nó. Đấy, với cùng một cái tầm giá thậm chí là rẻ hơn 100.000 thì chúng ta đã có thể lựa chọn được phiên bản bộ nhớ trong 256GB của Redmi Note 11 rồi. Mình thấy là cái này rất là thoải mái. Và cái sự chênh lệch giữa con chip Dimensity 6020 với 810 nó là không nhiều, nên thành ra là mình sẽ ưu tiên bộ nhớ trong trường hợp này hơn. Nên là hiệu năng mình sẽ lựa chọn Redmi Note 11 nhá. Camera thì cá nhân mình đánh giá là camera chính mình thích cái kiểu của Realme 11 hơn. Tuy nhiên là về cái phần camera góc rộng và cái sự đa dụng ấy thì Redmi Note 11 nó sẽ tốt hơn. Đấy, không có camera góc rộng sẽ là một cái điểm trừ của Realme 11. Về pin thì hai sản này xem với nhau, sạc cũng xem với nhau. Nhưng mà về loa ngoài là loa kép thì Redmi Note 11 sẽ có, còn Realme 11 thì lại không có. Được chưa? Còn về thương hiệu thì ở Việt Nam mình nghĩ là thương hiệu Xiaomi nó vẫn sẽ nổi hơn so với cả thương hiệu Realme. Đấy, còn về những yếu tố khác như tiếng Việt thì Realme 11 nó sẽ có sẵn. Còn Redmi Note 11 phiên bản nội địa chung thì chúng ta sẽ phải
phải chờ đợi đến cài đặt tiếng Việt, nhưng bây giờ thì nó dễ rất là nhanh chóng thôi. Thế còn chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sổ này? Thì cá nhân mình thấy là như sau này. Nếu bạn cần một cái điện thoại có thiết kế đẹp hơn, có màn hình đẹp hơn, có vân tay bên trong màn hình, có con chip nhỉnh hơn, có camera chính nó cũng nhỉnh hơn, thì các bạn sẽ lựa chọn Realme 11. Còn nếu bạn cần một cái điện thoại mà có kháng nước kháng bụi, mặc dù nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó vẫn có bộ nhớ trong thoải mái hơn, có camera đa dụng hơn, có một cái thương hiệu phổ biến hơn ở Việt Nam, thì các bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 11. À, và thêm nữa là cái giá nữa nó cũng sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, thì các bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 11 5G nhé các bạn nhé. Còn trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn sẽ lựa chọn sổ nào trong hai sổ này? Hãy để lại comment cho mình biết. Và liệu với cái thiết kế của Redmi 11 nó có đủ thuyết phục các bạn đánh đổi những nhược điểm để có được một chiếc điện thoại tương đối đẹp mắt như thế này hay không? Cũng có thể để lại comment nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.